Nam em thách thức Trường Giang và bị bóc mẻ sự thật gây sốc. Dù khẳng định công khai tình cảm với Trường Giang không phải chiêu trò, nhưng loạt hành động mới nhất của Nam em khiến nhiều người ngỡ ngàng. Thời gian qua, Nam em đã trở thành cái tên hot và được tìm kiếm nhiều nhất hiện nay. Mặc dù chỉ hẹn hò trong khoảng 30 ngày, nhưng mối tình của cô và Trường Giang chỉ có nốt thăng, chưa từng xuống dáng. Không những thế, hai ngày trước khi diễn ra màn cướp sóng cầu hôn của Nhã Phương, danh hài xứ Quảng vẫn gặp gỡ tổ chức sinh nhật cho top 8 Hoa hậu trái đất. Đặc biệt, Nam em còn tiết lộ MV cùng anh đi xa là ca khúc cô gửi gắm đến Trường Giang và lời chia sẻ của cô giữa thời điểm nhạy cảm đã gặp phải nhiều luồng ý kiến trái chiều. Bên cạnh những lời lẽ bên vực, nhiều người cho rằng Hoa Khôi đồng bằng sông Cửu Long 2015 đang giữa hơi Trường Giang đánh bóng tên tuổi. Trước lời đàm tiếu, người đẹp 22 tuổi quyết định gỡ MV chính thức. Trên YouTube, nhằm dập tắt suy nghĩ cô dùng Trường Giang cho mục đích quảng cáo sản phẩm, người đẹp từng chia sẻ rằng dù đây là sản phẩm âm nhạc đánh dấu bước đi mới của mình sau nhiều biến cố xảy ra. Nhưng Nam em vẫn quyết định tạm ngưng phát sóng sản phẩm trên kênh YouTube cá nhân để tránh những ý kiến cho rằng cô đang muốn tạo sự chú ý cho sản phẩm thông qua scandal. Thế nhưng trong lúc khán giả thương cảm, dòng trạng thái mới nhất nhằm thông báo mở lại MV của Nam em bỗng khiến nhiều người nghi ngờ rằng cô đang dùng chiêu trò để đánh bóng tên tuổi. Chưa dừng lại ở đó, Nam em còn từng lấp lửng chuyện tham gia cuộc thi quốc tế. Mới nhận một tin rất vui từ anh quản lý, lại xuất hiện trên sân khấu một cuộc thi Hoa hậu quốc tế rồi, chuẩn bị luyện tập và xuất hiện đầy tự tin lại nào, tháng 4 nỗ lực và miệt mài làm việc. Việc thả thính về thông tin tham dự Hoa hậu quốc tế cũng khiến Nam em vấp phải tranh cãi. Nhiều trang sắc đẹp trong nước cho rằng dàn ứng viên sáng giá cho các cuộc thi lớn đều đã có đích nhắm, nếu thi quốc tế Nam em khó có cơ hội so với những người đẹp khác. Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến vùi dập, nhiều khán giả khẳng định việc người đẹp họ Nguyễn quay trở lại với công việc là điều hiển nhiên. Sau tất cả lùm xùm không may, Nam em vẫn duy trì cuộc sống công việc chứ không thể mãi chìm đắm trong nỗi đau. Trước đây, trong một cuộc phỏng vấn, Nam em đã có những chia sẻ thẳng thắn xoay quanh chuyện tình cảm và tâm trạng hiện tại của cô sau scandal tình ái với Trường Giang trong thời gian qua. Theo đó, top 8 Hoa hậu trái đất cho biết, người ta hay nói, hỡi thế gian tình yêu là thứ độc dược gì mà không có thuốc chữa, yêu là dại khờ là ngu ngơ mà. Sau khi anh Giang cầu hôn chị Nhã Phương, mỗi lần đọc thông tin về hai người đó, tôi cảm thấy rối bời, đau lòng lắm. Đồng thời, Nam em bày tỏ Nhã Phương đau một thì cô đau gấp mấy chục lần. Người ta không thuộc về mình mà trái tim của mình lại thuộc về người ta. Chưa dừng lại ở đó, Nam em chia sẻ tiếp, ở độ tuổi này anh Giang chắc hẳn rất muốn có gia đình, anh ấy cần sự yên bình trong hôn nhân và cả một đứa con. Anh Giang đừng đi kiếm tìm đâu xa nữa, ở trước mắt rồi, vì người phù hợp với anh Giang nhất đã ở trước mặt rồi. Ngay chính tôi cũng nói là tôi không thích có con. Tôi là một đứa trẻ không được hạnh phúc trọn vẹn, làm sao tôi có thể nghĩ đến điều đó được. Nếu như sinh con mà mình không làm tròn nghĩa vụ thì chẳng phải là gây đau khổ sao?